Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với A Nhiệm TV. Tiếp tục một cái nội dung nữa mình truyền tải lên kênh. Hiện tại bây giờ mình lại tiếp tục ở trên nhà ngoại của mình đấy các bạn ạ. Đây vừa rồi là vừa gặt xong. Bây giờ không có nước để làm ruộng đấy các bạn. Bên dưới kia thì những cái thửa kia chắc là phải bỏ hết rồi. Mỗi ở chỗ này mẹ của mình ăn chỉ được một tí chỗ này thôi các bạn. Điền nước uống còn sắp còn không có đấy. Vì hạn hán lâu quá mà các bạn. Hôm qua mưa vừa mới đổ xuống một tí thôi. Gọi là cào làm được một tí chỗ này. Mưa thì không đủ lâu để cho thấm hết nước để làm tiếp những cái khóm ruộng bên dưới. Vụ năm nay chắc là chỗ nhà ngoại của mình chắc là phải là đi đong gạo ăn rồi các bạn. Phải đi mua gạo ở ngoài. Không thể làm được. Làm mỗi một khóm bé tí chỗ này thì không biết được bao nhiêu tải lắm. Chắc được 1-2 tải là cùng. Đây, nhà bố mẹ vợ của mình đây các bạn. Hôm qua là trời mưa các bạn, mình cũng đi ra đồng đi bắt được một chút ếch. Đây, hôm nay gọi cả thằng cháu sang đây đây. Bố của mình các bạn, bố mẹ của mình đây. Hôm qua đây, ếch đây các bạn ạ. Trời mưa xuống đổ một chút các bạn, ếch nó cũng ra. Hôm qua mình cũng đi bắt được một chút, chắc được rơi tầm khoảng là cũng gọi là gần 2 cân đấy. Đó, ếch ở trên này nhiều lắm. Cứ là trời mưa là ra như khóm ruộng đây là bắt là thoải mái luôn. Hôm nay thì mình đã chuẩn bị hết rồi, có ếch đây rồi. Thì nãy cũng là đi nhặt các thứ đồ gia vị về để làm chế biến món là ếch om chuối đậu. Chuối, gia vị mình đã chuẩn bị đây hết rồi. Thôi nhỉ, vào là chiến đấu mổ thôi nhỉ. Ok. Sẽ đào tạo là thằng cháu này cho thành là thành tay dao tay thớt, thành đầu bếp các bạn ạ. Áo đâu, sao mặc vào? Áo đâu rồi? Không có áo, không có dép. Đây. Mấy bạn là đồng bào người Hơ Mông ở ngay bên cạnh chỗ nhà bố mẹ vợ của mình thôi. Đây, lý đây. Hôm nay lên mang cái gì lên? Mang chuối các thứ này lên thôi, ếch thì bắt sẵn đều rồi. Ở đây không có chuối tiêu các bạn, mình phải gọi Bảo Hùng ở dưới em cầm lên. Cái này anh bắt được á? Anh còn bắt được bằng này ếch á? Bắt được bằng này ếch còn gì như nào nữa? Giỏi nhỉ. Ếch đồng ăn thì họ phải nói rồi, ngon. Ăn hết một bữa rồi đúng không? Thì như trưa nay là lấy mấy con to ăn hay sao đấy các bạn ạ. Để ý mình kiểm tra lại xem nào. Đây chuẩn bị rồi, bổ xong chắc là lọc ra ra. Đây mình cởi lấy ra để cho mọi người xem nhá. Ếch này. Cởi ra cho anh cái. Cởi cái dây ra cho anh cái xem nào. Đun nước cũng được, có là mổ từ nay được mổ tí là lột da ra mà. Đây mình Bảo Hùng cầm lên đấy các bạn ạ, các thứ đồ chuối tiêu này, cái rau thơm, gia vị đầy đủ hết rồi, cả chuối, cả đậu phụ nữa cũng mua đấy hết rồi. Đó, bạn thấy không? Có to phết đấy. To nhỏ. Lâu quá hạn hán lâu quá này. Trời vừa mới đổ mưa xuống một chút là ếch nó ra nhiều lắm các bạn ạ. Là thành từng đôi một bắt. Đó, con to là cái con cái, còn con bé là con đực. Thôi bây giờ đã vào mổ làm bắt đầu chế biến nhá. Cái này riêng nguyên bộ lòng nó đã được gọi một đĩa rồi. Tay dao tay thớt chuyên mổ ếch mà bố là chuyên bắt ếch, bố của là Hùng đây thì chuyên bắt ếch các bạn ạ, vì thế là chuyên bắt ếch làm ếch thành quen rồi. Thôi bây giờ là vào mổ đầu làm anh nhé, mình cũng vào cái hộ mổ luôn cho nó nhanh. Ở
tới. Đang bạn. Con nó đây. Ấy. Ấy. Nó không nhảy ra được nhỉ? Bẻ chân nó. Chuẩn ếch đồng như này đấy các bạn. Cái này nó vùng bẻ chân thì nó không nhảy được nhé. Ếch đồng nhìn nó khác ngay. Úi dồi, cái con này to phết nhỉ. Con này, cái con này là bộ còng của nó nhỉ. Nhiều mà, ít đâu. Đây ếch được mình là lột. Hai chú cháu lột da xong hết đây các bạn, được chặt da thành miếng để vào nấu. Còn cái bộ da này với bộ lòng này cũng làm nói chung là nhiều trứng lắm. Đây cái dạ dày, cái tù và nữa, xong để đấy. Đâu lột con thịt trắng hữu này mà. Thì bỏ ra một ít các bạn để cho Lý làm cái món gì nữa cơ. Xào với lá tía tô. Món ếch đồng không thể thiếu là chuối tiêu này được các bạn ạ. Ấy. Chuối tiêu mang từ Lào Cai sang. Chuối tiêu từ Lào Cai, còn ếch thì từ bên Hà Giang. Rau ngót ở nhà già tốt phết nhỉ. Già hết rồi tại không có ai ăn. Ở trên này mọi người hình như không ưa mấy cái rau ngót này hay sao, không mọi người hay ăn hay sao ấy. Toàn là mình lên đây mình mang mình nấu canh ăn không thôi. Cái này còn định cắt đi để cho nó mọc non rồi ấy. Cắt đi cho nó mọc non. Làm bát canh. Rau ngót này mùa nóng này, nấu canh thì phải nói là ngon. Ui thoải mái rồi mà. Làm hai âu còn canh là được rồi. Tốt thật. Tại vì nó già rồi. Bây giờ cắt đi để cho nó mọc cái nón này mới. Cắt đầu tuốt cho vào tủ đi để ăn dần. Cắt để cho anh ăn. Đấy. Để được mấy hôm. Cho tủ lạnh tuốt xong để tủ lạnh được mấy hôm mà. Thôi mang ra vịt ra tuốt để nấu canh. Đấy, ra hộ nhạt đi. Để cho dần dần biết việc còn hộ giúp bố mẹ nữa. Nó 7-8 tuổi còn gì nữa, 8 tuổi rồi nhỉ, 8 tuổi rồi. Thôi, tính vịt tay đi vào. Tính tay đi. Chết thì ai ghé đi được. Mà một căn đi, chúng ta ăn lại thì... Phải rũ rũ như này, không sâu. Có sâu nó mới gọi là rau sạch.
Nhưng phải nói thế thôi, chứ phải để ý cẩn thận nhá, kỹ. Tí ăn đến lúc gắp vừa toàn thấy con sâu nhỉ. Vừa rồi gắp dính nhiều lần rồi vì cái rau ngót này, để nhìn thấy mấy cái ngọn nó xoăn thế này là có mấy con sâu nó ở đấy đấy. Rau sạch không phun các thứ bao giờ thế này, sâu nhiều lắm. Đừng mà nhìn thấy cái rau xanh tốt mượt mượt gọi là rau ngon, không phải đâu, toàn rau phun thuốc không ấy. Rau như này này nó phải những cái ngọn của nó xoăn xoăn như này này, cái này nấu canh nó mới giòn, nó mới ngọt. Cái này mấy hôm vừa rồi cơ nó mới non, nó mới đẹp. Bây giờ nó già với lại là thời tiết nắng quá. Mưa phát lại già non mơn mởn nên cắt đi. Nắng quá nó đẹp. Chuối này là hết đầu tiên nhá. Giảm cho lắm nghe này. Nhạc ấy mình thích ra một bên là nhạc cả đấy. Cho đậu vào rán xong để tí cho lên này vào cùng với ếch. Làm thêm cân đậu nữa với lại thêm bao nhiêu chuối nữa các bạn, việc cho chắc phải làm nồi to ăn cho nó sướng. Thank you.
mùa cái đường này chịu rồi. Ừ, nó mặn. Ở trên chỗ nhà bố mẹ vợ của mình các bạn ạ, thường mọi người là đi xúc cá người ta sẽ dùng bằng cái này. Còn như ở một số nơi như ở dưới chỗ mình ấy, thì người ta xúc cá sẽ bằng cái vợt. Cái này xúc cá như này, cống này chỉ đặt xuống. Chỗ như này xúc này cá vào này nhấc phát lên. Hay đấy, mỗi nơi một cái là xúc cá riêng. Cái này làm nhìn chắc chắn thôi các bạn này, nhìn không? Đó, bằng cây tre làm chắc chắn lắm. Ở dân bản đây mọi người hầu như nhà nào cũng sẽ là có một cái để đợi cái hôm nào trời mưa nước suối đục là đi so à, đi xúc cá những cái con cá bóng trơn đấy nhiều lắm. Mùa này thì đun bếp củi thì hơi nóng một tí, mùa này hầu như là không có ai là muốn vào cái bếp củi này lắm đâu nhỉ. <Yeah. cười> Ở trên này là nhiều ếch thật các bạn ạ, thỉnh thoảng lâu lâu có trời mưa ở đây là đi soi là được nhiều lắm. Ăn sướng chất lượng. Mấy ngày hôm nay ở đây suốt ngày ăn ếch này. Ếch ngon hơn thịt. Tất nhiên rồi, đồ tự nhiên bao giờ nó phải ngon hơn thịt chứ. Mua ở trên này nó cũng rẻ các bạn ạ. Như ở các chỗ khác nếu mà ếch đồng cái này thì cũng là nhiều tiền đấy. Thôi được rồi, dần ít ít thôi. Để chiếc kia đấy. Cái này bây giờ là sẽ là xào chuối trước nhé, xào chuối cho chuối chín xong là sẽ là xào thịt nữa cho vào trộn với nhau, không có là vào là một khi cái chuối nó chín đấy thì cái thịt nó lại là mềm quá các bạn, lại là nhừ quá. Cho tí nước vào om. To quá không nhỉ? Cắt miếng hơi to luôn. Om ra luôn ấy. Thì nó bở ra hết mình. Làm bé quá thì nó nát hết đấy. Nắp vào nắp om rồi để tí mềm đi là xào thịt cho nữa là ok. Phải om vào cái nồi to này các bạn, cái chảo bé quá. Một cân đậu với lại tầm khoảng là mười mấy quả chuối này với lại là gần 2 cân ếch nữa. Thì làm cho hành tím vào phi đây các bạn. Ây da, nào đấy. Làm cái này vào cái mùa này, làm cái này cũng hơi căng đấy. Cho thêm nghệ vào nữa cho nó thịt nó vàng nó ngon. Rồi, nó mới mịt xuống.
Rồi đấy, rồi bây giờ là cho các thứ vào là om thôi. Chuối om chín này rồi. Dê một nồi ấy nhỉ, ta ấy nhỉ. Ấu đậu nữa. Ấu đậu nữa. Ui rồi. Cho mẻ cho nước vào là o một tí đây. Ok. Đặc biệt cái này là không thể thiếu mẻ được rồi. Mẻ chua lắm. Để nó xèn xèn ngon ngon các bạn ạ, mình cho thêm một ít bột năng nữa vào cho nó xèn xèn ngon. Quá ngon. Cho tí bột năng vào cho nó sệt sệt các bạn. Ấy. Rồi như thế này là không cần rồi. Cho nhiều nước quá như thế này thôi. Tí tô lá lốt. Úi giời. Quá chất lượng. Đó, chín rồi các bạn ạ. Mình múc lên thôi. Xong, còn cái món rau có cái gì nữa nhỉ? Rồi bây giờ bốc ra là đánh chén thôi, cũng phải một nồi to tướng này. Mùi thơm phương phức. Thơm phức phương phức. Được 3 Âu luôn ạ. À? Mình ăn cho nó thoải mái nhỉ. Vâng. Âu. Bữa cơm chín rồi các bạn ạ. Bây giờ mang lên đây. Món hôm nay toàn là chủ yếu từ ếch. 3 Âu to luôn. Hôm nay là ăn ếch chua đậu là ăn là thoải mái luôn. Chất lượng các bạn ạ. Ếch đồng nấu này nữa thì phải nói rồi. May gia đình của mình thôi các bạn, có thêm là cậu nữa cũng sang bên này ăn cơm cùng. Có món ngon phải gọi cậu ngay. Thôi xin mời các bạn ăn bữa cơm cùng với gia đình của mình nhé. Ăn mới đi, mời cậu ơi.
Ờ, xin mời các bạn nhé. Ngon thật mà chị, chất lượng luôn đấy. Bộ trứng của nó chất lượng nhiều. Đây đi ăn nào. Trong nhà đùi thì chỗ nào hết là nhiều đùi lắm. Ngon, lâu lâu làm bữa này tuyệt vời đấy. Thêm 10 hoặc 10 cậu. 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 10 c